Xin chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Hôm nay bên mình về một lô sản phẩm. Đây là động cơ quạt không chổi than 12V V2 phiên bản mới nhất của năm 2021. Và cũng như đã hứa trong những video trước thì hôm nay bên mình sẽ test cho các bạn xem và so sánh cái tốc độ của quạt điện cơ 220V và quạt động cơ điện 12V mà ngày hôm nay bên mình mới về ở đây, bao gồm là 300 động cơ. Thì rất là cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng các cái sản phẩm về động cơ quạt không chổi than của bên mình. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một cái động cơ quạt 220V của điện cơ này. Đây là cái quạt treo tường mà hôm trước mình có tháo ở nơi cái quạt treo tường ra, lắp động cơ 12V vào. Vì vậy là bây giờ nó dư ra cái động cơ này. Các bạn chú ý là ở đây cái tụ mình đang dùng ở trong video này vẫn là tụ nguyên bản của nó là 2 microfarad nhé. Rồi bây giờ thì mình đã nối vào hộp số, sau đó mình sẽ cấp nguồn vào và bật lên cái số quạt cao nhất. Các bạn có thể nghe tiếng gió để biết được cái số nào là số cao nhất nhé. Đó, nó giảm xuống rồi. Tắt này. Số 1 này. Số 2. Số 3. Đấy, số 3 là cho thấy là gió nó mạnh nhất. Tiếp theo là mình sử dụng một cái đồng hồ của Pimeter. Cái đồng hồ này là sẽ đo cái tốc độ gió. Mình sẽ bật nguồn lên, sau đó mình chọn sang chế độ là đo km/h. Sau đó mình chọn sang cái chế độ max, có nghĩa là nó sẽ lưu giữ cái thông số cao nhất, có nghĩa là tốc độ cao nhất thì nó giữ lại cái số đó, nó không nhảy xuống tốc độ thấp nữa, để chúng ta biết được tối đa nó được bao nhiêu. Và đây chúng ta sẽ thấy được cái tốc độ quạt này. Mình sẽ dò cái điểm nó cao nhất có thể. Đây, xoay hết xung quanh nhá, để xem là nó có thể mang lại cho chúng ta được bao nhiêu km/h là lớn nhất. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy có con số là 20,9 km/h, là tốc độ cao nhất mà cái động cơ 220V này có thể mang lại cho chúng ta. Và bây giờ mình sẽ tắt nguồn nó đi. Đấy là động cơ điện cơ 220V nhé. Đó là số 3 cao nhất. Tiếp theo thì đến với động cơ quạt 12V không chổi than V2 phiên bản mới nhất năm 2021. Nói về động cơ quạt không chổi than thì bên mình sẽ có động cơ không chổi than V1, V2 phiên bản 2020 và V2 2021. Thì hiện tại cái V2 2020 thì nhà sản xuất đã không sản xuất nữa rồi. Người ta sẽ chuyển thành cái mẫu mới là năm 2021 như thế này. Thì khi các bạn mua một cái sản phẩm, nó sẽ có bao gồm một cái dây rắc như thế này và một cái động cơ V2 đã được lắp sẵn cái phần đảo hướng vào đây rồi nhá. Chẳng qua là hàng mới về nên là bên mình chưa lắp vào cho các bạn thôi. Chứ thực tế các bạn mua hàng về á thì nó đã lắp sẵn cái đảo hướng cơ ở đây rồi. Công việc của các bạn về là chỉ việc cấp nguồn 12V vào trong hai cái dây đèn đỏ này. Đen là âm mà đỏ là dương. Sau đó các bạn sử dụng cái chip áp mà đi sẵn ở trong cái bộ điều khiển bên mình đã làm sẵn. Các bạn việc tăng giảm cái tốc độ theo ý muốn của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn điện vào. Điện bây giờ thì đang là 12,5V cái bình ắc quy này. Mình sẽ lắp cái động cơ này vào trong cái thân quạt này nhé. Các bạn lưu ý là trong cái phần động cơ này á, nó sẽ có một vài thông số nó khác so với động cơ 220V. Nếu như các bạn về chế ở trong cái quạt vỏ quạt 220V á, thì đầu tiên cái phần trục này, cái trục của quạt này chúng ta dắt xuống cái thân quạt ấy, thì là các bạn cần nong nó ra rộng thêm một chút nữa thì nó mới xuống được. Chứ còn nguyên bản của nó thì nó sẽ không xuống được đâu. Vì vậy là chúng ta sẽ sử dụng cái mũi khoan phi 10. Các bạn khoan và thêm nong thêm cho cái này nó rộng ra thì chúng ta có thể dắt xuống được bình thường như thế này. Đó là phần thứ nhất. Thứ hai nữa là cái chiều sâu của cái phần túp năng này này. Thì đối với quạt 220V này nó sẽ nằm ở đây, và cái quạt 12V nó sẽ nằm ở đây. Như vậy là các bạn phải cần căn khoan lùi cái túp năng lùi vào khoảng tầm 2 đến 3 cm tùy từng loại quạt các bạn nhé. Thì các bạn sẽ khoan hai cái phần đó thì nó mới kết hợp được cái động cơ này vào trong cái vỏ quạt. Cái điểm thứ ba là đối với quạt của Trinh 2 hoặc là các cái quạt MD ấy, thì các bạn có thể lắp hoàn toàn cái lồng các bạn lắp vào đây luôn. Còn đối với quạt điện cơ ấy, thường thường người ta sẽ dùng cái ren ở giữa. Nhưng nếu như các bạn chế thì các bạn không cái này nó không có ren mà. Vì vậy là các bạn sẽ cho luôn cái mặt sau của cái lồng quạt á,
các bạn dùng dây rút các bạn rút lại, hoặc là các bạn dùng bằng thép ly các bạn buộc lại ở bốn cái cánh này cho cái lồng quạt nó nằm cố định ở đây. Sau đó chúng ta lắp cái lồng thứ hai. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải cải tiến và chế tháo khi chúng ta lắp cái động cơ này vào trong cái vỏ quạt 220V. Ok, bây giờ mình sẽ tăng lên từ từ. Thì hiện tại đối với công suất của quạt này á, thì nó sẽ dao động rơi vào khoảng tầm từ 14 cho đến 22W, tùy vào cái điện áp đầu vào các bạn cấp vào. Còn điện áp bên mình khuyên các bạn sử dụng cái quạt này nó là 12V. Còn về cái vấn đề nó có sử dụng được điện 24V không, hay là có nhiều bạn hỏi là có dùng được 21V từ tấm pin trực tiếp, tấm pin hệ 12V vào cái quạt này được hay không, thì cái đó thì bên mình đang trong thời gian thử nghiệm để xem là nó có ok hay không. Chứ còn nhà sản xuất thì người ta vẫn nói là điện áp chúng ta cấp vào có thể lên đến cái dải điện áp từ 12 cho đến 18V. Bên mình đang thử nghiệm, nếu hoạt động tốt thì bên mình sẽ thông báo cho các bạn vào những video sau. Bây giờ mình sẽ vặn hết tốc độ này. Đây là hết tốc độ rồi nhé. Chúng ta cũng sẽ sử dụng cái đồng hồ này. Và bây giờ chúng ta sẽ vẫn là để thông số mắc nhất nhé. Chúng ta sẽ đo. Nói chung đối với động cơ này thì công suất chúng ta sẽ giảm được một nửa so với công suất điện 220V là thứ nhất. Thứ hai là tốc độ gió của nó cũng gần như là 19-10 mà. Nó cũng không có chênh lệch nhiều đâu. Đây, như các bạn đang thấy là mình có thể đo lên được là 19,98 km/h. Mà lúc nãy cái kia hình như là 20 mấy km/h gì đó. Thì nó cũng là ngang ngang số 3 so với đoạn điện quạt điện cơ thôi. Đấy rồi, ok, như vậy là các bạn thấy là một động cơ rất là nhỏ bé nhưng mà nó làm được rất là nhiều việc. Động cơ không chổi than thì nó sẽ mang lại độ bền rất là cao. Trong khi đó các bạn hoàn toàn có thể chỉnh cái tốc độ mà các bạn mong muốn. Bình thường như quạt 220V thì nó chỉ có là số 1, số 2, số 3 thôi. Nhưng đối với cái chức năng mà có thể điều chỉnh tốc độ vô cực như cái động cơ quạt này thì quạt 220V hoàn toàn không làm được. Chẳng hạn như gia đình các bạn có các cái em bé nhỏ, chúng ta không thể mở số lớn lên được, thì các bạn hoàn toàn sử dụng cái động cơ quạt không chổi than này và giảm một tốc độ gió rất tự nhiên như thế này. Đấy, các bạn thấy mình giảm rất là nhỏ. Thậm chí chúng ta còn không nghe tiếng quạt nữa. Mình sẽ đo xem là cái tốc độ thấp nhất của nó là bao nhiêu nhé. Đây, ở chế độ công suất chúng ta giảm thấp nhất thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8,7 km/h thôi. Rất là thấp. Đây, cực thấp luôn. Rồi, và như vậy là các bạn thấy là tất cả sản phẩm này bên mình về đây là đơn hàng lần này cũng là 300 cái giống như cái đơn hàng lần trước. Thì như vậy là từ đợt đầu năm giờ bên mình về cái động cơ quạt không chổi than này cũng tầm gần 1.000 cái rồi. Các bạn hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm bên mình. Bên mình sẽ có chế độ bảo hành 1 tháng. Và nếu như trong vòng hết thời gian bảo hành mà các bạn có hỏng động cơ thì bên mình đảm bảo sẽ sửa cái động cơ đó được cho bạn. Bởi vì là mình ở bên nhà sản xuất thì có liên hệ bên nhà sản xuất rồi. Các linh kiện rồi các cái thành phần để làm nên cái quạt này thì bên mình cũng có thể nhập tiếp theo về được. Đấy, như các bạn thấy là các động cơ này được đóng hàng chuyển về một cách rất là an toàn. Ok, như vậy là xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Các bạn có thể đặt hàng ở trên Sendor, Shopee, Lazada, hoặc các bạn có thể lên trên website linhkien789.vn. Ngoài ra thì bên mình có bán hàng trực tiếp qua Zalo, số điện thoại ở trên cái màn hình video mà các bạn đang xem. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.